Yo, what's up các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng Mê Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video về ARK Tutorial, hay còn gọi là ARK hướng dẫn. Thì các bạn không lầm đâu, mình đang ở trong cái map sinh tồn của mình đang chơi hiện tại. À, tại sao mình lại vào đây? Thì hôm nay như tiêu đề cái video mà mình ghi đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình nâng cái level của nhân vật của mình cao lên nữa. Thì hiện tại các bạn thấy nè, cái season mình đang chơi đó, level nhân vật của mình hiện tại là 105 và cái cây XP của mình đã tới giới hạn rồi. Thì thực ra có rất là nhiều cách để vượt qua cái con số 105 này, nhưng mà mình biết có một số bạn ở chơi chủ yếu là để vui thôi, chứ không phải là để thành chuyên nghiệp hay là như thế nào đó, và chưa có biết cách để nâng cái level này vượt qua. Thì để nâng level vượt qua, thực ra nó các bạn cần phải đi đánh boss nè, rồi phải đi loot, nói chung là đi hang động á, để nâng cái ngưỡng level của các bạn cao hơn nữa. Thì max cây là 115 thì phải, hình như mình đoán là 115, nhưng mà do vì mình lười biếng và hiện tại là các bạn thấy không, những cái món đồ ví dụ như có trong mod á, nó yêu cầu một con số level cao hơn, có khi là 135, có khi là 150 đó, và hiện tại mình không học được những cái con số này, không có học được. Thì chúng ta sẽ xài một cái cách đó là setting cho nhân vật của mình dễ lên cấp hơn ha. Rồi, ok, và mình bắt đầu hướng dẫn cho các bạn ha, cũng như là làm cho mình luôn. Mình làm cách nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đó. Ok, và đây là cái cách đầu tiên mà mình hướng dẫn với các bạn, cũng là cái cách mà mình ít xài nhất, đó là cài mod. Thì thực sự mà nói, trong cái chặng đường mình chơi ARK từ trước tới giờ mình setting thì không bao giờ mình cài mod để nâng cấp cái level của nhân vật của mình lên cao hết, tại vì mình không có quan trọng về level, hiểu không? Cho nên bạn nào quan trọng thì bạn làm theo cách này. Cách đầu tiên là cài mod, thì các bạn sẽ đánh giống như cái clip trước mình hướng dẫn, đó là difficulty. Thì đây là chữ độ khó, thì đây là những cái mod độ khó mà mình đã hướng dẫn cho các bạn. Cái tutorial số 4 là nâng cấp độ khó lên, đồng nghĩa với việc là những con thú nó sẽ được những con thú ngoài tự nhiên nó sẽ được level cao hơn. Và đồng thời một điều nữa đó là layer max level của các bạn lên tới tận 300 đó. Thì một cái mod, những cái mod này nó một công đôi chuyện lắm các bạn, vừa có thể tăng được độ khó mà vừa có thể tăng được la cái kinh nghiệm của nhân vật của các bạn đang chơi, rất là đơn giản ha. Nhưng mà có ở đây có một điều đó là you can burst the end ram points. End ram là gì? End ram là số điểm mà mỗi khi các bạn được lên một level thì nó sẽ cho các bạn một số điểm end ram. Điểm end ram đó các bạn dùng để học những cái thứ mà khi mà các bạn đã đủ cấp độ. Thì nói đại khái là level nó đi đôi với end ram. Thì ở đây theo như mình thấy là cái chữ you can burst, cannot có nghĩa là không thể burst the NRAM, chắc là không được cộng NRAM hay như thế nào đó. Thì từ trước tới giờ mình chưa có trải nghiệm một cái mod này cho nên mình không có rành ha. Thì ở đây các bạn cũng có thể cài vào và giới thiệu các bạn một cái mod khá là cổ xưa, đó là Epic Level. Epic Level này thì từ trước tới nói thiệt với các bạn là mình chưa có xài, thật sự là mình chưa có xài. Nhưng mà theo như các bạn thử cài và đọc thì nó sẽ tính có những cái công thức, nó tính như các bạn độ khó cũng như là cấp độ của nhân vật đó. Max layer nè, max level 300 nè, Wildino nè là thú tự nhiên. Level của chúng rơi vào khoảng từ 28 cho tới 8 28 cho tới 840 cấp đó. Tamdino thì được cộng thêm 44 max, nếu mà các bạn tem được một con 804 ngoài tự nhiên thì được cộng thêm 419 cấp và cộng thêm 200 XP. What the fuck, nói chung là 200 lần hả, 200
200 lần XP nữa hả? Nói chung là như vậy á. Khá là lằng nhằng ha các bạn. Thì đó đó là cái cách mà mình ít xài nhất, cũng là cái cách cơ bản nhất cho bạn nào mà lười. Thì chúng ta đến với cái cách thứ hai. Và cái cách thứ hai này là setting code. Thì ở tập trước mình đã hướng dẫn các bạn và cách mở cái thư mục game của các bạn, đó là vào chuột phải vào cái game các bạn đang chơi. Và việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là gì? Tắt cái game đi. Tắt cái game chúng ta đang chơi đi ha. Sau đó chờ cái chữ stop này đổi thành chữ play, đó là nó tắt hoàn toàn. Chuột phải vô chọn manager, chọn browse local file. Sau đó một cái thư mục hiện lên, shooter game save. Các bạn có một bạn làm giống như mình nhưng mà vẫn không được thì các bạn chịu khó lắng nghe và đừng tua xem những clip hướng dẫn này, mặc dù mình nói nhiều nhưng mà đừng tua. Tập trước các bạn mình đã hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh độ khó ở cái file game usetting.ini ha. Và lần này chúng ta không đụng gì tới cái file này hết, chúng ta vào cái file game này. Đây là cái file để cài đặt cái code level nhân vật của chúng ta. Mở lên cách đơn giản nhất, chuột phải chọn Open with, chọn Notepad, đây là công cụ để mở lên. Mở lên thì chúng ta sẽ có những cái dòng như thế này. Thì bình thường nếu mà các bạn chơi mà kiểu như mở lên mà vô tình á thấy có một cái đống bùi nhùi nó nằm ở cái khúc này mà toàn màn hình á, thì các bạn cũng đừng có hoảng loạn. Thì các bạn đi tới cuối cuối cùng của cái file này few moments later. rồi, ok. Và mình sẽ copy cái đường link này để ở phía bên dưới video để cho các bạn làm theo nha. Thì nếu mà các bạn nào tinh ý thì các bạn sẽ nhận ra được mình đã ngồi đây 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ chỉ để làm cái clip này thôi đó các bạn. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, lúc lúc mà cách đây khoảng chừng vài giây trước á thì nó còn hình như là 7 8 giờ, 8 9 giờ gì đó, và bây giờ nó đã lên tới con số 10 giờ rưỡi rồi. Là thực sự mà nói với các bạn, nó cái cách hiện tại bây giờ nó không giống như cái setting hồi xưa mà mình hay xài nữa, tại lâu quá rồi mình không có sử dụng cái setting này để nâng cấp level, thấy không? Cho nên khi mà bây giờ mình cài đặt lại thì nó rất là khác so với hồi xưa. Cho nên các bạn phải chú ý làm theo nha. Mình đã đánh đổi 3 tiếng đồng hồ để có được cái kết quả chính xác nhất cho các bạn. Rồi, ok. Và mình đã quay đi quay lại hết 4 5 lần cái video. Cách này không được, mình phải đổi qua cách kia không được, mình phải đổi qua cách nọ nữa, và cuối cùng cách này là cái cách tốn tốt nhất cho các bạn. Ha. Các bạn thương mình thì nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube mình. Có tâm vậy thôi chứ. Thì đây là một trang web nó giúp cho các bạn tính được cái số level của các bạn cũng như là cái số XP của các bạn. Và cái điểm NRAM là một cái điểm dùng cho các bạn mỗi khi các bạn lên cấp thì nó sẽ cho bạn một số điểm để nâng cấp những cái vật dụng, không phải, để học được cái những cái vật dụng mà các bạn cần đó. Thì cái điểm này đối với mình nó không có quan trọng lắm, nhưng mà các bạn nào mà cần thì một tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách có nhiều điểm NRAM hơn ha, và sẽ tin một cách hợp lý. Nếu mà các bạn muốn chơi roleplay, muốn chơi hơi hơi khó sương sương thôi thì mình sẽ chỉ. Thì đầu tiên ở cái tab layer này các bạn đừng có để ý tới Dino nha, đừng có tích vào đây nha, bỏ nó qua một bên đi. Chúng ta chỉ sử dụng mé bên đây thôi, mé bên trái thôi. Thì mask layer level có nghĩa là cái level mà các bạn cần để có thể đạt được cấp độ. Thì ở đây nếu mà các bạn cần level 200 thì các bạn đánh 285 thay vì là 200 nha các bạn. Không, các bạn đừng đánh 200. Tại sao lại cộng thêm 85? Thì giải thích ra thì mình không biết, nhưng mà đó là ba kết quả mà 3 tiếng qua mình đã rút ra được. Thật sự nếu mà các bạn nào cần
cái số level chỉ cần cộng thêm 85 nữa. Thì bây giờ thí dụ tôi cần một cái số ngẫu nhiên đi, 169. Thì tôi lấy số 169 này, 169 cộng thêm 85 thì nó sẽ ra là 254, và các bạn đánh vào đây là 254 là được. XP vote for level up. Cái này các bạn cũng không cần phải để ý tới, quan tâm tới, nhưng mà mình có thể giải thích theo cái nghĩa của mình hiểu, và một tí nữa mình sẽ giải thích sau. XP to rush to to reach level 2. Có nghĩa là cái số XP mà các bạn đạt được level để được lên được level 2 á, nó là bao nhiêu thì bình thường mặc định của nó là 5 thì các bạn cứ để 5 thôi. Các bạn tốt nhất là nên chơi bám theo mặc định đi, nó sẽ tốt hơn. Đừng có tự làm khó mình quá, hay không? Rồi, new basic XP to level kiểu như là nó sẽ sắp xếp số theo level tới 115. Các bạn cũng không cần phải tích vô cái này làm cái gì, máy nó tính hết cho mình luôn rồi, rất là khỏe. Còn bạn nào muốn dọc phá thì các bạn tự dọc, thì mình sẽ chỉ cho vài chiêu để dọc ha. End Ram Boy at level 2 nè, 8 nè, mình sẽ cộng sẽ là 8 và được cộng thêm 4. End Ram Boy after level 7. Cái này các bạn cũng không cần phải để ý tới luôn, chỉ quan trọng tới cái này thôi là được ha. Và các bạn generate, bấm vào thì máy nó sẽ chạy ra một cái list như thế này. Đây là thông tin ở level 2 thì các bạn đã sẽ có tổng số XP các bạn có là 5 và điểm NRAM của các bạn có là cộng thêm là 8. Đó, như vậy đó. Thì lỡ các bạn bấm như thế này nè. Đó, thì các bạn có thể auto fix next level lại. À, khi mà các bạn ví dụ như các bạn lỡ kiểu như là muốn tăng độ khó hơn á, hồi nãy là 5 đúng không? Thì hồi nãy là 5 đi thì auto fix lại nó sẽ là 10, 15 rồi 15, 20, 25, 30 gì đó. Thì cái này là giống như là cấp số nhân vậy các bạn, nó sẽ chia đều ra. Cứ mỗi lần lên level thì chúng ta mỗi lần muốn lên level thì chúng ta cần 5 XP đó. Thì hồi nãy á, mình lỡ mình bấm về làm sao để khắc phục được thì các bạn chỉ cần bấm general lại thôi là xong. À, thì nó sẽ tính như các bạn, thì trong đây là cái mặt, theo như mình nghĩ là cái mặc định của ARK cài đó, nó không có đều nhau đâu, đó là 5 rồi 36 rồi 119 280 bla 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 bla, nó sẽ tính theo những cái công thức mà cấp số nhân lên đó, vậy đó. Nói chung là rất là phức tạp, đừng có để ý tới. Rồi kéo xuống dưới 254 đúng không, hồi nãy mình tính ra là 254 rồi, ok. Rồi và bây giờ cái điều quan trọng hơn trên hết là các bạn sẽ mở cái file game lên. Hồi nãy mình mở rồi nhưng mà bây giờ mình mở lại cái nữa. Hồi nãy giờ mình copy thử nghiệm rất là nhiều thứ rồi đó, và để mình khôi phục lại mặc định ha, cho các bạn dễ nhìn. Nếu mà lỡ các bạn mở lên mà hồi nãy mình có dặn cho ta có rồi đúng không, rồi mình sẽ xóa hết những gì mình làm đi, xóa hết rồi nó sẽ như thế này nè. Rồi tắt game, save một cái, rồi mở lên lại. Rồi ok chưa? Rồi các bạn quay lại trang web. Các bạn kéo xuống, mình sẽ phóng to lên tí ha. Các bạn kéo xuống cái dòng level experience from override. Đây là phần code mà chúng ta cần. Ha, nhớ nha. Ha, hoặc là cái này đi, cái này đi cho dễ. Bắt đầu từ chữ mask XP layer đi. Các bạn có dấu chấm than. Những cái phần thừa thải này các bạn không cần phải lo, tại vì nó không có nằm ở trong code. Ban đầu mình cũng ngu lúc trước đó, chứ bây giờ mình hiểu rồi. Lúc trước xưa lâu lắm rồi là mình hay ngồi rảnh á, mình xóa mấy cái dòng này nè, rồi một hồi tới mấy cái NRAM pawn này nè, cái mình ngồi mình xóa từng dòng, mình xóa từng dòng, tại vì mấy cái này này mình sợ nhập vô nó bị lỗi gì đó, cho nên tôi ngồi tôi xóa từng dòng. Nhưng mà không, các bạn cứ để yên nguyên vậy, những cái thứ nào mà nó đọc nó không hiểu là tự động nó xóa hết à, các bạn yên tâm ha. Kể cả những cái thứ trên đây lằng lằng tằng nhằn gì đó nó không có liên quan thì nó tự động ARK nó xóa hết, nhưng mà mình chỉ quan trọng cho các bạn là chữ này thôi. Rồi ha, các bạn kéo xuống để cho các bạn nhìn cho đỡ rối mắt đó mà. Kéo xuống, kéo xuống. Rồi, tới đây đúng không? Ctrl C. Rồi,
Ôi, tôi mở tới hai cái file game lận hả? Căng vậy. Rồi tắt đi, tôi mở lại cái nữa nè. Rồi kéo xuống dòng cuối. Enter để cách biệt nó ra. Rồi xong ha. Kéo lên. Thì đây là những cái điểm Enram Point. Đó, nếu mà các bạn muốn, hồi nãy mình nói hứa là các bạn mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhiều điểm á, thì cái mẹo đơn giản lắm, các bạn lựa mấy cái dòng gần cuối nè. Khi mà các bạn đạt một cái level nào đó nè, trong đây nó có ghi nè, thí dụ đạt là level 169 đúng không? Các bạn lựa cái mấy cái dòng nào nó dưới 169 thôi. Ví dụ ở mốc 150 nè, thì khi các bạn đạt được level 150 thì điểm bon của các bạn thí dụ là lên 10.000. Các bạn có thể chỉnh tùy thích, hoặc là các bạn rảnh hơn nữa thì các bạn có ngồi thể ngồi đây các bạn scale lại, kiểu như là fill lại mấy cái này cho nó đúng số mà các bạn mong muốn, cho nó roll lên tí. Mình thì không có rảnh, với lại trên đây mình cũng có thể chỉnh được, chứ mà mình không có quan trọng với cái việc mà Enram, cho nên là bỏ qua bên ha, thì mình chỉ chill thôi. À, mệt thiệt chứ. Rồi thì ở đây các bạn thấy nè, cái level cuối cùng của chúng ta là 252 đúng không? Tại sao anh đây 254 mà trên kia 252, thì nó tự động trừ hai level, các bạn cứ yên tâm, nó chính xác lắm, nó không có sai đâu. Thì con số này là bao nhiêu? Cái mình sẽ chỉ cho các bạn cách đọc là cái đầu bài á, của chúng ta là level experience frame override this đúng không? Thì bắt đầu một cái câu lệnh, thì tiếp theo nó sẽ là mở ngoặc đơn ra và experience point for level, và số 0 này tương ứng với số level, các bạn thấy không? 163 nè, rồi số nó nhảy tới 164 nè, 165, đó là từng level 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 của chúng ta. Bằng số 5 này là cái số mà các bạn đạt được XP. Khi mà các bạn level 0 thì các bạn có 5 XP. Ví dụ các bạn level 189 thì tổng cộng các bạn đang có là 29.722.460 XP. Đó, thì đó là cái cách mà các bạn đọc được, hiểu được cái một cái mã lệnh, một cái code nó sẽ như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Và tiếp theo là một cái dấu phẩy, và tiếp theo là một cái câu lệnh mới ở một cái level mới và một cái số mới. À, hiểu ha? Và cái nguyên tắc của chúng ta ở đây, chúng ta mở ngoặc đơn thì cuối code chúng ta buộc phải đóng ngoặc đơn nha. Nhớ nha, nhớ đóng ngoặc đơn. Thế không quan trọng nó vô. Thì ở đây một điều nữa các bạn nhớ con số này nha. Đó là 70.175.369. Các bạn copy số này. Và hồi nãy mình có chỉ các bạn cái dòng mask XP layer này đúng không? Thì ở đây con số này nó giống như con số mà mình đang copy. À, thì đây là cái mã lệnh giống như là max XP, là các bạn hiểu rồi, có nghĩa là cái tối đa mà cái kinh nghiệm của nhân vật các bạn cho phép các bạn đạt được, thì mình khuyên các bạn nên để nó cao cao nhiều nhiều một tí, tránh tình trạng bị lỗi ha. Ví dụ như ở đây 70 triệu thì các bạn có thể nâng lên khoảng chừng 70 mấy 80 triệu. Ở đây mình để 80 triệu cũng không sao hết, tại vì nó không có thể nào mà lên được con số đó, nhưng mà biết đâu được nó dư nó lỗi gì thì tùy. Mình thì thích an toàn hơn, mỗi lần vào game nó rất là cực, cho nên chúng ta để là 80 triệu coi đúng không nha. Rồi 80 triệu đúng rồi đúng không? Và mình tắt nè, xếp nó lại nè. Rồi ok, chúng ta vào game cái nha. Rồi và mình sẽ cho các bạn coi là game ini nó có hoạt động đúng không nào. Thấy không, nó tự động nó xóa những cái thừa thải đi, thấy không? Các thấy không, trong lúc chúng ta chạy game chúng ta cũng có thể mở chúng ta coi nha, nhưng mà chúng ta không thể chỉnh sửa được cái gì hết đó. Giờ mình sẽ mở game vào đây cho các bạn xem. Thề với các bạn là mình ngồi 3 tiếng đồng hồ mình cho các bạn xem nè, mình quay rất là nhiều video luôn, mình quay rất là nhiều video, và chỉ có duy nhất mỗi cái video này và vi hai đoạn thôi là mình rất tốn thời gian, và mình rất là sợ bị một cái lỗi nào đó ở cái DLC mà mình đang chơi, cho nên mình phải qua The Island để mình test mẫu demo trước, rồi sau đó an toàn rồi mình mới cài mod vô, mình đưa qua DLC Zoroark này mình chơi. Thì bây giờ
vào chỗ này rồi á, các bạn vui lòng kiểm tra cho mình một cái chỗ này rất là quan trọng. Đó. Các bạn thấy cái chữ này quen không? Layer mask appearance point. Ở đây 80 triệu đúng như mà mình đã ghi đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào The Island trước cho các bạn xem ha. Rồi, vô game rồi. Và nãy giờ các bạn thấy nè. Mình cho các bạn coi nè. Mình té, mình chết không biết bao nhiêu lần để có thể đạt được cấp độ. Nói chung là mình vô game hơn trên dưới hơn chục lần. Mà mỗi lần load game nó lâu kinh khủng luôn. Đây, mình cho các bạn xem. Thấy chưa? Mình tính như vậy mà cũng không không đúng rồi đó các bạn. Nè các bạn thấy không? Mình cộng được 166 điểm, cộng với level 1 là 167 điểm, vẫn trừ đi 2 level. Đó. Đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc gì? Đây, cho các bạn xem. Đồng nghĩa với việc là chỗ này, chứ không? Đồng nghĩa với việc chỗ này chúng ta cần phải thêm 2 dòng nữa. Thêm 2 dòng nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn là một con người không quá khắt khe về những con số á, thì để gì chơi cũng được. Thì ở đây các bạn chỉ cần, mình chỉ ví dụ thôi nha, các bạn phải tắt game mới làm được nha. Nhớ nha. Là vậy nè, xóa mặt đơn đi nha, nhớ nha. Rồi sau đó bắt nó cái nó không có dấu phẩy đúng không? Cho nó thêm dấu phẩy nữa. Ở đây là 252 nè, ở đây sẽ là 253. À. Rồi dấu phẩy cái bắt thêm cái, ở đây là 254. Rồi ở đây cái điểm point này các bạn có thể xê dịch nó khoảng chừng 60, ở đây 69 đúng không? Thì ở đây có thể là 70 và ở đây sẽ là 71. Đó cũng được, không sao cả, đừng có khó khăn với mình quá. Rồi đóng hoạt đơn này thì vậy là xong, ok chưa? Tất nhiên là chúng ta không sale rồi. Và cái gì nữa? Và bây giờ thì mình sẽ thử mình qua cái map mình sinh tồn rồi mình thử coi level nó có lên hay không nha các bạn. Ok, mình vào game rồi các bạn ơi. Và chưa có gì thay đổi hết. Thấy con số này nó đứng yên là thấy lòng mình bất an rồi. Cái này thấy quen quá, nhưng mà nó chạy rồi là tôi thấy mừng rồi. Thì làm sao trong mình cứ sợ là trong lúc mà các bạn đang chơi á mà vô tình mà các bạn đột nhiên muốn nâng level giống như mình á, thì tôi ban đầu trước khi mình làm clip á thì mình cũng sợ là không được. Nhưng mà phải bắt buộc phải cái kiểu như thế này nè. Kiểu như là các bạn phải reset lại á, mất hết tất cả đồ đạc liên quan tới mình luôn. Cái con thú này bây giờ là nó ở đây nhưng mà nó không phải là của mình nữa. Bây giờ mình thử cho các bạn xem ha. Thử đi, một cái ví dụ cụ thể đi. Thì mình sợ là mình phải tạo lại nhân vật nữa nhưng mà không. Ok. Sao tôi bất tử vậy? À chắc là tôi chỉnh gót á. Nhưng mà không sao. Thì ở đây mình sẽ có một cái mã lệnh có tên là cheat experience, add experience và cách một cái số level, cách một cái số 0, cách một cái số 0. Thì số 0, số 0 là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà cái số mà các bạn thấy cả đống chữ số 0 đó là cái số mà level mà mình muốn add. Bây giờ mình thử nha, enter một cái. Đó, lên level là tôi thấy mãn nguyện rồi. Và ở đây chúng ta add thêm được 64 level nữa, cộng thêm 105 là bao nhiêu? Là 69 level. Đẹp không? Thấy đẹp không? Thấy 169 level đẹp không? Thì thực ra mà nói á, cái số nó dao động từ một vài level á, thì tại vì á, các bạn biết nó ở đâu ra không? Cái việc đó nó từ cái những cái giết alpha, giết những cái con alpha đi lượm rớp rồi đi lượm mấy cái trong hang động đó, thì nó sẽ được tăng level vượt ngưỡng những cái mức mặc định mà khi mà các bạn đang chơi, các bạn hiểu không? Cho nên thành ra là các bạn chơi lệch vài level thì nó cũng không có đến nỗi gì to tát hết các bạn. Thì đây mình có thể nâng cấp được thoải mái rồi và NRAM thì thoải mái luôn. À,
Đen RAM khi mà mình đạt nâng lên 135 thì vô thư. Rồi ok. Và quay lại một điều cuối cùng nữa, mình có hứa với các bạn là chỉ cái phần SPV4 level up này là cái gì. Thì bây giờ mình với bạn, các bạn sẽ dùng một cái bài thí nghiệm nhỏ nhỏ ha. Thì nói đơn giản á là nó giúp cho các bạn lên level dễ dàng hơn. Ví dụ như các bạn thấy nè, ở đây level cuối cùng của mình 254 thì chúng ta tổng cộng có 7.017.000, 70.175.369, mình làm tròn là 70 triệu đi ha. Thì khi mà chúng ta hạ xuống 50% thì chuyện gì nó xảy ra? Nó có giảm hay không? Cái số này nó rất là khó ra nha các bạn. Các bạn để 48 là nó nhảy lên 50 nè. Các bạn phải từ dưới các bạn đẩy lên thì nó sẽ nhảy lên, còn từ trên đẩy xuống thì nó sẽ nhảy xuống. 48 nó nhảy lên 50. Và các bạn generate nó một cái. Và bây giờ để coi nó có hạ xuống 75 triệu hay không nha. 35 triệu hay không? Đó, thì nó giúp cho chúng ta dễ lên level hơn. Giống như gấp đôi vậy, nó sẽ tính phần trăm gấp đôi. Còn cái việc công thức bla bla gì, thật sự mà nói mình cũng đã ngồi nguyên cả ngày hôm qua rồi các bạn, nguyên cả ngày hôm qua để mình làm cái video này nhưng mà không được. Đây là ngày thứ hai mình làm, rất là cực. Cho nên là thương mình thì nhớ like, share và subscribe nha. Thì chỉ vậy thôi, thì càng tăng lên thì nó sẽ càng khó và con số nó càng kinh khủng hơn nữa. Thì hồi nãy 100% là 70 triệu đúng không? 7 x 3 là 210 triệu. Nói có sai không? 210 triệu nè. Đấy, cho nên là các bạn nhớ lưu ý về cái việc đó nha. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn hôm nay đã xem video này. Đừng quên để làm một like và subscribe nếu thấy thích cái video này nha. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.